Tôi chơi con roi nhá, cầm cái roi nhá, cầm roi tán tán đó. Xong game rồi. What the fuck? Trời ơi trời. Chơi game Agam. Chơi game Agam. Làm đâu giết xe đó. Làm đâu mà giết xe đó. Đi qua mặt. Mình gửi kênh nó có đám ốc gì. Mùa này out top 4 nghĩ làm fan tiếp e. Mùa này tôi out top 4 chắc tôi cũng xin out SE luôn chứ. Chứ ông nghĩ làm fan tôi cũng xin out luôn. Hợp đồng tôi gần 5 lần. Nhưng mà nếu mà mùa này tôi out top 4 tôi xin nghỉ luôn. Tôi xin out team, nộp đơn out team. Đâu tôi cực đâu nó thật mà anh em. Tôi nói thật mà, tôi nói giỡn là tôi cười rồi. Ây da da má, làm nói chuyện ây da. Mày vô nói chuyện. Mày lo nói chuyện. Cay đắng cuộc tình. Quang bị dĩa Quang à. À bà kê vô Quang đấm ghiếp chứ. Phải nào. Phải nào Quang. Quang làm con tim tôi nát tan luôn Quang ơi. Ây da. Bà kê là Quang đấm ghiếp. Hát ồn thì. Hay và tôi là blitz là AD kia chết rồi.
Hay nha. Hai ngu anh em ơi. Sao mình lại chọn cách dễ nhất vậy? Ha, à, đánh là đời chiến 2 rồi. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nha. Em nhớ like subscribe cho đó nha.